Thưa quý vị, theo số liệu của Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mới đây công bố, cả năm 2019, sản lượng thịt gà nhập khẩu vào Việt Nam là khoảng 150.000 tấn. Trong đó, thịt có khả năng cạnh tranh thị trường là thịt đùi khoảng 90.000 tấn, chiếm 10,37% so với thịt gia cầm, 13,53% so với thịt gà và 30,41% so với thịt gà công nghiệp. Trong khi lượng thịt nhập khẩu gia tăng thì tại thị trường trong nước, giá gà công nghiệp lại sụt giảm khá nghiêm trọng thời gian gần đây. Đến đầu tháng 10 thì mức giá gà lông trắng khoảng 23.000 đồng 1 kg và gà lông màu khoảng 31-32.000 đồng 1 kg. Với mức giá hiện tại, người nuôi gà lông màu có lãi nhẹ, song người nuôi gà lông trắng thì tiếp tục lỗ bởi mức giá gà lông trắng phải đạt tối thiểu 25.000 đồng 1 kg trở lên. Người chăn nuôi mới bắt đầu có lãi. Nguyên nhân giá gà trong nước thấp như vậy là bởi nguồn cung gà nội địa tăng lên khi người dân bỏ lợn nuôi gà sau khi dịch tả lợn châu Phi hoành hành tại nhiều địa phương. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng tỷ lệ nhập khẩu tăng cao có thể gây ảnh hưởng nhất định tới sản lượng sản xuất gà công nghiệp trong nước của những doanh nghiệp lớn như CP, Dabaco. Tuy nhiên, người sản xuất nhỏ lẻ nuôi gà bán phục vụ nhu cầu thị hiếu của người Việt sẽ không ảnh hưởng nhiều. Thưa quý vị, về xuất khẩu sản phẩm gia cầm giai đoạn 2016-2019, theo Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có những điểm nổi bật như sau. Giống gia cầm xuất khẩu từ 1,25 tới 1,5 triệu con, thấp nhất là năm 2017 là 1,25 triệu con. Với sản phẩm gia cầm đã qua chế biến xuất khẩu, đối với trứng vịt muối duy trì mỗi năm khoảng từ 10 tới 15 triệu quả và thấp nhất ở năm 2018. So với các giống gà khác, gà nòi khá dễ nuôi, đạt tỷ lệ đầu con cao, thịt ngon nên được người tiêu dùng rất ưa chuộng. Nếu nuôi gà thịt, mỗi vụ có khoảng thời gian 3,5 tháng. Khi gà đạt trọng lượng từ 1,5 đến 1,7 kg một con, người dân có thể xuất bán. Hiện tại, gà nòi thương phẩm được thương lái đến tận nhà thu mua với giá từ 80 đến 85.000 đồng 1 kg, cao hơn các giống gà khác từ 30 đến 35.000 đồng 1 kg. Nên giống gà nòi được nhiều người lựa chọn làm con giống đưa vào sản xuất. Bây giờ thì con giống ở địa phương thì người ta ưa chuộng hơn vì nó thích nghi cái thời tiết ở đây. Thứ hai nữa là nó con giống thiệt con giống, nó không có bị trộn con này con kia. Còn ở ngoài thị trường nó bán thì nó trộn con vết pha rồi con gà tre gì giống tùm lum nên người ta không ưa chuộng. Nên cái lượng gà ở địa phương này gà con ra thì không có đủ. Theo nhận định của các chủ cơ sở sản xuất gà nòi giống, thời gian tới nhu cầu về con giống của người chăn nuôi có thể còn tiếp tục tăng cao. Nguyên nhân là do tình hình dịch tả lợn châu Phi đang tác động tiêu cực đến ngành chăn nuôi nên nhiều hộ đã chuyển sang các đối tượng khác. Trong đó, gà nòi là đối tượng nuôi được người dân lựa chọn để tái đàn khá lớn. 2.000 con gà đồi của gia đình ông Nghiêm Văn Minh chuẩn bị xuất bán. Thời điểm này, giá gà đồi Yên Thế luôn ổn định trong khoảng từ 60.000 đến 65.000 đồng 1 kg khi bán cho hợp tác xã chế biến trên địa bàn. Nếu bán cho thương lái, giá ổn định khoảng 55.000 đồng 1 kg. Chất lượng gà tốt, giá bán ổn định là yếu tố khiến những người chăn nuôi gà như ông Minh tránh được tình trạng thua lỗ. Chăn vì theo hướng Việt Gáp. Chăn theo hướng Việt Gáp thì là chăn mình chăn đúng quy trình và quy trình chăn nuôi thì cái chất lượng gà thì nó thơm ngon thì nó thường nó ổn định hơn. Tại diễn đàn xúc tiến đầu tư phát triển nông nghiệp, du lịch và tiêu thụ gà đồi Yên Thế 2019, nhiều ý kiến đánh giá dù có nhiều lợi thế nhưng sản phẩm gà đồi vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là chưa có nhiều cơ sở giết mổ để nâng cao chất lượng. Chủ yếu vẫn là tiêu thụ gà lông, cái việc mà tiêu thụ qua chế biến giết mổ thì còn chiếm tỷ lệ thấp. Đây là một trong những cái tồn tại hạn chế mà đặt ra cần phải quan tâm đầu tư trong thời gian tới. Tỉnh Bắc Giang đã có cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp vào giết mổ chế biến tập trung. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá gà đồi Yên Thế có rất nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai và được thị trường ưa thích. Không chỉ Bắc Giang mà các địa phương khác có gà đặc sản cần tập trung tổ chức sản xuất, phát triển thương hiệu để không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn hướng tới xuất khẩu. Đây để phản ánh một xu hướng sản xuất mang tính lợi thế Việt Nam. Vì sao? Việt Nam có khoảng 200 giống gà đặc sản mang tính đặc thù của Việt Nam. Để cần khai thác rất tốt chỗ này để tổ chức phát triển những cái vùng đặc thù như này, liên kết người dân thành hợp tác xã, thành doanh nghiệp để chúng ta khai thác tốt
giữa tiềm năng đất đai, khí hậu, đa dạng sinh học và cái văn hóa truyền thống chăn nuôi của chúng ta tạo ra sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Trước mắt, để phát triển gà đồi Yên Thế, tỉnh Bắc Giang sẽ chú trọng sản xuất theo chuỗi liên kết, sản phẩm phải truy xuất được nguồn gốc, xuất xứ, đồng thời tạo ra sự ổn định về chất lượng, giá cả sản phẩm.